Dạ em Thắng chào cô chú anh chị bà con. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 5, bây giờ là hơn 4:30 ha. Tất cả các tình yêu thương, sự tin tưởng của bà con dành cho bên em đã gói đầy đủ, chỉ đợi nhà vận chuyển vô là bắt đầu khởi hành đi về nhà cô chú bà con chúng ta. Em thay mặt tập thể cho giống Tâm Phúc cảm ơn cô chú trên cả nước rất nhiều. Bên em thì ở ngay thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, là trung tâm tâm sản xuất cây giống, nên cô chú đặt gần như là các mặt hàng cây giống em có đủ, và số lượng em gửi cũng dễ, từ một cây trở lên là em đã gửi rồi, nên bà con cứ đặt hàng ha. Bên em đóng thường xuyên, một tuần là em sẽ đóng 2 ngày, tuần này em đóng hôm nay là thứ tư, tiếp tục ngày thứ bảy tuần này em sẽ đóng cây tiếp nha cô chú. Những đơn mà từ đây tới thứ sáu qua thứ bảy em đóng tiếp. Các bạn thì cũng đang đóng những đơn còn lại gần xong rồi bà con, hôm nay tranh thủ ha. Thông tin của bên em ở đây cô chú ơi, nhà em là ấp Sơn Quy, thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại đầu tiên là em sử dụng, số thứ hai là bạn Thảo Vi. Có đầy đủ mạng xã hội để cô chú chúng ta tiện việc liên lạc mua bán. Bên em bán cây trong vòng 30 ngày đầu cô chú chăm sóc tốt, em sẽ hỗ trợ đền nếu cây có chết. Cần giấy cam kết đúng giống, bên em sẽ photo gửi kèm cho cô chú bà con chúng ta luôn. Bên em mua bán trực tiếp với em hoặc bạn Thảo Vi, nên tất cả các vấn đề cô chú cần giải quyết sẽ nhanh chóng. Cảm ơn bà con một lần nữa. Dạ, bye bye.